tin giáo sứ chánh tòa phú cường lên một đoàn giáo phận phú cường tĩnh tâm mừng lễ thánh tâm chúa giêsu sáng thứ sáu ngày 8 tại tháng 6 năm 2018 lên một đoàn giáo phận phú cường quy tụ về nhà thờ chánh tòa phú cường tham dự buổi tĩnh tâm và mừng trọng thể lễ thánh tâm chúa giêsu bổn mạng giáo phận phú cường chương trình tĩnh tâm bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút trong bầu khí thanh lặng và trang nghiêm, sau khi đọc kinh trưa giờ ba quý đức cha và quý cha cùng lắng nghe bài suy niệm tĩnh tâm liền sau bài suy niệm cha tổng đại diện simon nguyễn văn thu chủ sự nghi thức sám hối và các cha dành thời gian xưng tội với nhau trong khúc hát nay con trở về trở về bên chúa chúa ơi nay con trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi diễn tả một tâm tình khát khao Thiên Chúa, nài xin ơn thứ tha để được trở về bên lòng Chúa. Các linh mục dâng lên Thiên Chúa những thiếu sót, bất toàn và những gì chưa đẹp lòng Chúa, để nài xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ. Trước khi thánh lễ mừng thánh tâm Chúa Giêsu bắt đầu, toàn thể quý cha có buổi gặp gỡ chung với Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước và gặp gỡ nhau, cùng trao đổi, chia sẻ và nâng đỡ nhau để giúp nhau vượt qua những khó khăn trong công tác mục vụ. Đúng 11 giờ, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang rền khúc hát từ ngàn xưa cha đã yêu con. Thánh lễ mừng thánh tâm Chúa Giêsu do Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Phê-rô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận, linh mục đoàn giáo phận và hiệp lòng từ đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Tâm tình của Đức Cha Du Xe trao gửi đến toàn thể cộng đoàn trong ngày lễ đặc biệt hôm nay chính là lời mời gọi mọi người hãy chiêm ngắm và trở về trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy ngước nhìn lên trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, trái tim Chúa được mở ra, từng giọt máu và nước tuôn tràn chính là suối nguồn tình yêu và lòng xót thương trái tim chúa mở ra máu và nước chảy đến giọt cuối cùng còn gì mà chúa chưa ban cho con người dù con người lỗi tội dù con người bất tín bất trung thiên chúa vẫn mãi yêu thương và chờ đợi chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của chúa mỗi người sẽ cảm nghiệm được một tình yêu cao vời của chúa một tình yêu cho đi đến tận cùng không giữ lại gì mà trao ban tất cả một tình yêu trọn vẹn một tình yêu không giới hạn không so đo chúa đã yêu và yêu đến chết qua hình ảnh trái tim bị đâm thâu qua cái chết đầy đau đớn tủi nhục vì sự sống của con người thiên chúa mong muốn từng người tư tế của chúa phải luôn kết hợp với người phải để mọi người nhìn thấy hình ảnh thiên chúa qua từng người tư tế của người hãy ra đi dấn thân phục vụ trong yêu thương hãy sống đời hy sinh vì phần rỗi của mọi người hãy thực hiện lệnh truyền yêu thương hãy ra đi phục vụ tha nhân hãy ra đi mang bình an và hy vọng cho mọi người để từng ngày sống từng khắp mọi nơi trên trần thế sẽ được cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ trái tim chúa qua những hoạt động yêu thương của người linh mục của chúa đức cha tha thiết mời gọi mọi người hãy sống đời yêu thương và chia sẻ những gì phát xuất từ trái tim sẽ đến trái tim là lời mà Đức Cha muốn cộng đoàn hãy cảm nghiệm tình yêu từ Thánh Tâm Chúa và lan tỏa hơi ấm tình yêu từ Thánh Tâm Chúa đi muôn nơi. Sau phần giảng lễ, những lời nguyện dân lên Thiên Chúa được dành đặc biệt cho các linh mục. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi dẫn và ban sức mạnh Thánh Thần trên các ngài giúp các ngài luôn can đảm và kiên vững trong đời sống phục vụ, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, vì phần rỗi của đoàn chiên, và xin Chúa luôn phủ ngập tình yêu và lòng thương xót trên các ngài. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút sau lời cảm ơn của cha sở Anton Hà Văn Minh và mọi người cùng dùng bữa cơm thân mật tại Hoa Viên của nhà thờ.